Chào mừng quý vị đã đến với bản tin nhanh 5 phút trên kênh thông tin Invest TV. Hôm nay là ngày 5 tháng 7, tôi là Hoàng Trang, người sẽ cùng đồng hành cùng quý vị. Bộ Công an vừa ban hành thông tư có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2021, quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan đến xuất nhập cảnh. Theo quy định mới thì công dân từ đủ 14 tuổi có quyền được làm hộ chiếu phổ thông hoặc hộ chiếu gắn chip điện tử, hộ chiếu có giá trị sử dụng trong vòng 10 năm. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương của thủ đô chỉ đạo các cơ sở phải kiểm soát chặt lượng người vào các cửa hàng, trung tâm thương mại theo quy định. Cùng với việc trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất, các trung tâm thương mại, nhà hàng phải chủ động nhắc nhở, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế, giữ khoảng cách an toàn. Các nhà hàng, quán ăn phải đóng cửa trước 21 giờ. Chiều tối ngày 4 tháng 7, Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo khẳng định thông tin lốc đóng cửa Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 đến 15 ngày là thông tin giả mạo. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin có nội dung quyết định lốc Thành phố Hồ Chí Minh trong 10 đến 15 ngày cho thành phố 36 tiếng đến 48 tiếng chuẩn bị sẽ lốc từ 0 giờ thứ ba ngày 7 tháng 7 hoặc là 12 giờ thứ tư ngày 8 tháng 7. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là thông tin thất thiệt, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân cần bình tĩnh, cẩn trọng trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Vietnam Airlines và Sibank vừa ký kết hợp đồng tín dụng cho vay tái cấp vốn, gấp rút bổ sung vốn lưu động cho các hãng hàng không quốc gia theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Gói vay ưu đãi có hạn mức tối đa là 2.000 tỷ đồng, được giải ngân một phần vào đầu tháng 7 năm 2021. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị nghiên cứu, quy hoạch, bố trí một sân golf 18 lỗ tại khu vực đất khô cằn, cây xanh khó phát triển hiện nay. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch phát triển khu vực núi Bằng Am bao gồm khu vực Bằng Sình và hồ Khe Tân. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân cũng đề nghị đề xuất các phương án quy hoạch đầu tư hệ thống giao thông lên đỉnh núi Bằng Am, đảm bảo an toàn và quy hoạch tuyến cáp để phát triển du lịch. Cảnh sát Italy cho biết đã phá vỡ một số đường dây buôn bán hộ chiếu vaccine COVID-19 giả mạo. Nhờ việc sử dụng hai công cụ trí tuệ nhân tạo để theo dõi các trang web trong thời gian thực, cảnh sát cho biết họ đã chiếm quyền kiểm soát là 10 kênh trên dịch vụ nhắn tin Telegram, nơi người mua liên lạc trực tiếp với người bán. Tuyên bố của cảnh sát Italia cũng nêu cảnh báo nghiêm trọng khi hàng nghìn người sẵn sàng trả tiền để mua những chứng chỉ đã tiêm đủ vaccine COVID-19 giả mạo. Ngày 5 tháng 7, nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang triển khai kế hoạch cấp chứng nhận tiêm chủng còn được gọi là hộ chiếu vaccine vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản đã có kế hoạch tiếp tục yêu cầu khách du lịch nhập cảnh vào Nhật Bản, bao gồm cả những người trở về, phải cách ly 2 tuần ngay cả khi họ đã tiêm phòng. Theo Korea Times ngày 4 tháng 7 đưa tin, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được cho là không hợp tác với chương trình phân phối vaccine toàn cầu COVAX do Liên Hợp Quốc dẫn đầu. Nước này đã không hoàn thành các thủ tục để nhận vaccine từ COVAX và từ chối sự giúp đỡ từ chương trình này. Theo Bộ trưởng Indonesia, nước này có thể hoãn tái mở cửa Bali cho du khách nước ngoài sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến. Bên cạnh đó, thì chính phủ này cũng đang tập trung xử lý đại dịch COVID-19 cùng với việc siết chặt các hạn chế xã hội, trong đó có việc đóng cửa tất cả các điểm tham quan du lịch. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bản tin nhanh 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Onnet và Công ty Cổ phần Tập đoàn For Việt. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin nổi bật về kinh tế, tài chính, bất động sản có trong ngày. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email 30tap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!